Bài viết có tựa đề: Đại diện thiền am bên bờ vũ trụ chính thức lên tiếng, chúng tôi chưa từng làm gì sai cả, được đăng trên pháp luật và cuộc sống.vn. Trưa 29 tháng 10, đại diện thiền am bên bờ vũ trụ Nhất Nguyên đã chia sẻ với phóng viên về việc lùm xùm liên quan đến livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Chưa bao giờ chúng tôi gây hại đến ai. Mọi chuyện bắt đầu từ khi video năm chú tiểu tại thách thức danh hài nổi tiếng trên mạng xã hội. Chúng tôi bắt đầu gặp rất nhiều rắc rối. Đầu tiên là sự việc ông Võ Văn Thắng, bố Diễm My, đã mang người nhà đến thiền am bên bờ vũ trụ vào năm 2019. Nếu mọi người có theo dõi thiền am bên bờ vũ trụ từ những ngày đầu tiên sẽ rất thương chúng tôi, bởi lẽ chúng tôi chưa từng làm gì sai cả. Những chú tiểu nơi đây rất ngoan ngoãn, lễ phép, đời sống tinh thần của chúng tôi cũng rất thoải mái, ca hát là niềm vui, chưa bao giờ chúng tôi gây hại đến ai. Tu sĩ Nhất Nguyên mở đầu câu chuyện. Những ngày vừa qua, sự việc bà Nguyễn Phương Hằng, ba mẹ Diễm My và anh Lê Thanh Minh Tùng livestream chia sẻ về những góc khuất của thiền am bên bờ vũ trụ đã khiến dư luận xôn xao. Trong đó, anh Lê Thanh Minh Tùng cho biết ông Lê Tùng Vân chính là cha ruột của mình. Về việc này, Nhất Nguyên cho biết cách đây vài chục năm, Lê Thanh Minh Tùng được bà Lê Thị Thu Vân, em thứ tư của ông Lê Tùng Vân, và ông Lê Thanh Vân, em thứ năm, mang về nuôi. Họ nhờ sư phụ đặt tên cho đứa trẻ này. Từ đó đến nay, sư phụ không nuôi anh Lê Thanh Minh Tùng một ngày nào. Những gì anh ta nói trên sóng truyền hình là bịa chuyện toàn bộ. Điều này đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của sư phụ. Qua sự việc này, hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn sụp đổ trong mắt chúng tôi. Việc muốn chúng tôi xét nghiệm ADN toàn bộ là xâm phạm đời tư. Sư phụ đã chấp nhận xét nghiệm ADN với Lê Thanh Minh Tùng là một cách để minh chứng. Cũng theo Nhất Nguyên, nếu xét nghiệm ADN chỉ để lấy 20 tỷ là nhục nhã cho cuộc đời tu học. Chiều ngày 28 tháng 10, ông Lê Tùng Vân đã đồng ý với lời mời đi xét nghiệm ADN của bà Nguyễn Phương Hằng trước đó. Ông nói trong đoạn video: Thầy sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của Lê Thanh Minh Tùng là đi khám ADN của Lê Thanh Minh Tùng với thầy, coi có phải là cha con ruột hay không. Thầy yêu cầu con nghe kỹ lời thầy nói để con làm đúng theo lời đó. Thầy chấp nhận đi khám ADN với Lê Thanh Minh Tùng. Tuy nhiên, ông Lê Tùng Vân cho rằng yêu cầu xét nghiệm ADN với 10 vị sư khác trong Tịnh Thất Bồng Lai thì ông sẽ không làm vì cho rằng bản thân không có tư cách. Về phía anh Lê Thanh Minh Tùng, tối 28 tháng 10, trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, anh khẳng định nếu ông Lê Tùng Vân không đồng ý việc đưa toàn bộ những người trong thiền am bên bờ vũ trụ đi xét nghiệm ADN, tôi cũng sẽ không đi. Anh Minh Tùng chia sẻ thêm về điều kiện để đi xét nghiệm ADN với ông Lê Tùng Vân. Lý do tôi lên tiếng về ông Lê Tùng Vân là vì tôi muốn đưa sự thật ra ánh sáng, phơi bày cho xã hội thấy những hận thù xưa cũ với ông Vân tôi đã dẹp qua một bên rồi. Hiện tôi chỉ muốn không có bất kỳ ai bị lừa đảo nữa mà thôi. Tôi nghĩ việc từ chối đưa ra những người trong thiền am bên bờ vũ trụ đi xét nghiệm ADN của ông Lê Tùng Vân
cũng đã đủ chứng minh được địa điểm này đang có vấn đề rồi. Đã từ lâu không liên hệ với Diễm My. Qua cuộc trò chuyện, tu sĩ Nhất Nguyên cũng đã tiết lộ tình trạng của ông Lê Tùng Vân hiện tại. Sư phụ của chúng tôi tu từ nhỏ, hiện tại ông ấy đã hơn 90 tuổi rồi, đi đứng cũng khó khăn hơn trước. Vừa qua, chúng tôi cũng có cho sư phụ xem đoạn livestream của bà Phương Hằng, việc bắt ép xét nghiệm ADN đồng loạt và phản luật pháp và xâm nhập nghiêm trọng vào đời tư cá nhân. Nhất Nguyên cho biết thêm. Bên cạnh đó, tu sĩ Nhất Nguyên cũng cho rằng Thiền Nam bên bờ vũ trụ đã từng giúp đỡ Diễm My rất nhiều. Nhất Nguyên cho biết thêm, chúng tôi hiểu tính cách của con bé này, nếu nó sống không hợp với gia đình sẽ bỏ đi. Tuy nhiên, từ lâu chúng tôi không liên lạc, cũng không có tin tức gì về Diễm My. Ông Võ Văn Thắng vẫn luôn nghi ngờ rằng con bé tu tập ở đây, nhưng thực sự không có. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Diễm My về chỗ ăn ở, việc tu tập, nhưng con bé không muốn làm ảnh hưởng đến các thầy. Cách đây vài tháng, Diễm My có quay về Thiền Am bên bờ vũ trụ để nhờ sự giúp đỡ về tiền bạc. Từ đó đến nay, chúng tôi không có liên hệ gì nữa. Trên mạng xã hội, My có để địa chỉ email, nhưng có lẽ nó luôn sợ người ta biết chỗ ở của cô ấy. Trước đó, Diễm My đã từng xuất gia tại Thiền Am bên bờ vũ trụ và được ông Lê Tùng Vân đặt pháp danh là Ngọc Tiên vì nó xứng đáng là tiên nữ. Sau đó, Diễm My đã trở về với gia đình rồi lại bỏ trốn lần nữa. Tính từ thời điểm đó đến nay, ba mẹ ruột của Diễm My vẫn luôn đi tìm cô nhưng không có kết quả. Thời gian gần đây, vụ việc Diễm My, cô gái từng khiến Tịnh Thất Bồng Lai hay còn có tên gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ đại náo, lại một lần nữa trở thành chủ đề để thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Bởi vào ngày 24 tháng 10, bố mẹ cô gái đã có mặt trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và tường thuật lại vụ việc dưới góc độ cá nhân. Đến nay, cha mẹ của Diễm My vẫn cho rằng Tịnh Thất Bồng Lai đã khiến con gái mình u mê. Họ kêu cứu với cơ quan công an trong thời gian dài. Họ dẫn cả người thân đến tận nơi để tìm con, dẫn đến xô xát vào cuối tháng 10 năm 2019, nhưng không có kết quả. Gần đây, những lùm xùm trước kia liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai một lần nữa được lật lại và khiến nhiều người chú ý. Đáng nói, trong đó có một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một cô gái được cho là Diễm My đã xuống tóc quỳ gối trước thầy ông nội Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai. Hiện nay, cha mẹ và cả gia đình đều không biết thêm thông tin gì về cuộc sống và nơi ở của Diễm My. Sen trắng trao nhau một đóa sen hồng để thấy trời cao đất rộng, để thấy lòng người mênh mông. Trao nhau bằng lòng thương mến, hương sen tỏa đến trăm miền, trao thêm những giấc mộng hiền, nhân gian tình về hồn nhiên. Sóng gió cứ
dù ta hoài, nhưng hãy cứ tin vào ngày mai. Tình người rồi thơm ngát hương sen giữa trời, cánh sen hôm nay ta chào người. Chào nhau một cánh sen trắng, chào nhau một đóa sen hồng, để thấy trời cao đất rộng, để thấy lòng người mênh mông. Chào nhau bằng lòng thương mến, hương sen tỏa đến trăm miền, chào thêm những giấc mộng hiền, nhân gian tình về hồn nhiên. Sóng gió cứ cuốn xô ta hoài, nhưng hãy cứ tin vào ngày mai. Tình người rồi thơm ngát hương sen giữa trời, cánh sen hôm nay ta chào người. Dù đời bao sóng gió cứ cuốn xô ta hoài, nhưng hãy cứ tin vào ngày mai. Tình người rồi thơm ngát hương sen giữa trời, cánh sen hôm nay ta chào người. Cánh sen hôm nay ta chào người. Cánh sen hôm nay ta chào người.